Xin toàn thể, ta chào toàn thể anh em nhá. Em tiếp tục test cho anh em đôi loa cực gấu kết hợp với con Omni CD Auto bản Subaru mà phiên bản V5 đã được em nâng cấp, bộ vỏ mềm mại hoàn thiện từ A đến Z, giải mã cao cấp luôn nhá. Anh em nhìn là anh em biết cái sự mượt mà của cái bộ vỏ này đấy, và quan trọng là chức năng full hết rồi, vì bên em là chuyên chế độ mà. Và em nói luôn với anh em là nếu anh em muốn quan tâm được những cái chia sẻ mang tính chất là bí quyết này, hay là cái cách chế độ sản phẩm, thì anh em chỉ có đăng ký thành viên, bấm phím cái nút đăng ký hoặc là nút chuông để theo dõi những cái bài mới chia sẻ dưới dạng thành viên, anh em mới xem được. Còn những video anh em đang xem mà không phải là thành viên thì chỉ mang tính chất là public thôi, không cần thành viên cũng xem được nhé. Còn anh em muốn quan tâm sâu hơn, anh em phải đăng ký một cái nick YouTube rồi bấm nút chuông đăng ký đấy, thì anh em sẽ được những clip mà do Sơn Loa Audio chia sẻ dưới dạng thành viên, thì anh em sẽ xem được cả clip đặc sắc và bí quyết để chế độ những sản phẩm như thế này. Bây giờ em test cho anh em một cái đoạn clip để anh em biết cái gấu của cái loa này nó như thế nào nhá. Anh em ơi, hẹn anh em ở một clip tiếp theo nha. Bye bye anh em nha.